Để nhìn rõ báu vật bên trong, những người này đã dùng tay để bốc phân. Những cục trong suốt bóp vào có độ đàn hồi này, hồi nhỏ chúng ta có thể thường xuyên đào được. Cứ tưởng đây là một loại quả thần kỳ nào đó, chỉ thiếu điều đưa vào miệng ăn thử. Sự thật đã cho biết, hồi nhỏ tôi phí nước bọt rồi. Những hạt nhỏ đó không phải loại quả gì cả, mà là trứng của cao thủ xới đất, giun đất. Giun đất đã ăn đất hơn 20 triệu năm đã có kỹ năng mới trong thế kỷ 21. Những trang trại nuôi giun đất có năng suất lên đến hàng triệu con này có bí mật gì đây? Trang trại chiếm hàng trăm mẫu đất này là một hố phân thực thụ. Ngày nào cũng có hàng tấn phân bò được lấy từ trang trại nuôi bò gần đó. Việc hàng ngày của các công nhân là xúc phân, chất phân lên. Môi trường đầy mùi hôi thối như vậy không phải vấn đề gì với họ cả. Đa phần những người đến đây làm việc đều đã làm việc với đất cát cả đời rồi. Môi trường hôi thối bẩn thỉu không là gì cả, điều đáng sợ là cả nông trại lớn như vậy mà hiệu suất lại không bằng một hộ kinh doanh. Loại côn trùng ở khắp mọi nơi này nuôi không hề dễ. Cuộc đời giun đất bắt đầu từ một quả trứng. Bình thường, một nông trường nuôi giun đất chỉ cần gieo giống đúng một lần. Một con giun đất trong một năm, nếu theo luật sinh sản, nó có thể sinh được mấy nghìn con đời sau. Giun đất con nằm trong trứng 2 tuần đã tỉnh dậy, nó nhẹ nhàng mở vỏ trứng ra, đi tìm hiểu thế giới bên ngoài. Quả trứng bé bằng hạt gạo thực ra là một căn nhà nhiều phòng. Bên trong có từ 2 đến 4 người bạn cùng phòng. Thế nhưng anh chị em của giun đất không chỉ nhiều như vậy, mẹ nó cũng là bố người ta. Ở một nơi khác, bố nó cũng đang cống hiến để làm rộng quy mô gia tộc. Là động vật ruột khoang cấp thấp, tốc độ sinh sản của nó rất nhanh. Điều quan trọng không phải một trứng đẻ được nhiều con, mà là nó có thể vừa là cái vừa là đực. Thế nhưng cho dù chúng có tế bào của cả hai giới tính, nó lại không thể tự sinh con được. Vì tế bào cái, đực trong người nó không phát triển cùng lúc. Trong mùa sinh sản, giun đất tiết ra chất dính, chạm vào nhau rồi đưa hạt giống cho nhau. Tinh trùng của giun đất phát triển nhanh hơn trứng, lấy ra để đổi lấy tinh trùng. Sau đó, đến khi trứng của nó phát triển xong, nó có thể bắt đầu sự nghiệp sinh sản của mình. Khả năng sinh sản của chúng đại diện cho sự hưng thịnh hay suy thoái của cả một nông trường. Hoàn cảnh kém, đồ ăn không hợp khẩu vị, không chỉ trông giống que tăm mà khả năng đẻ trứng của chúng sẽ giảm mạnh. Vấn đề của phần lớn nông trường là trên thế giới có hơn 3.000 loài giun đất khác nhau, chúng thích hoàn cảnh khác nhau. Đa phần giun đất cũng như người vậy, thích khí hậu mát từ 20 đến 27 độ. Cơ thể trơn của nó không chịu được lạnh, cũng không chịu được nóng. Nóng thì nó đi lên trên, lạnh thì chui xuống dưới. Một khi cơ thể nó không chịu được nữa, nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Nếu nhiệt độ thấp hơn không hoặc cao hơn 40 thì nó sẽ tạm biệt thế giới luôn. Trong thời tiết cực đoan, công nhân sẽ trải một lớp cỏ lên đất để giúp chúng trải qua mùa lạnh hoặc là tránh được mặt trời chiếu thẳng xuống. Nuôi trong cùng một khu, các cá thể không được nuôi tốt. Vấn đề không nằm ở khí hậu mà nằm ở kỹ thuật nuôi trồng. Óc con được nuôi ở hồ đến khi lớn khoảng nửa cm thì sẽ rời khỏi nơi nuôi, được đưa đến mọi nơi. Những con ốc con đạt đúng chỉ tiêu sau khi được đưa ra ngoài sẽ được công nhân chia ra thành các loại. Ốc càng lớn thì khả năng sống sót càng cao. Chia loại xong, ốc sẽ không cần phải chia loại nữa. Công nhân chia những con ốc kích thước giống nhau vào túi ni lông, mang đi. Trước khi chúng đến căn nhà mới, chủ nhân mới đã sắp xếp căn nhà sang trọng cho chúng. Để chúng có cảm giác như đang ở nhà, bình thường trang trại sẽ được đặt ở trong đảo, có gió nhỏ. Có hệ thống thải nước năng suất cao có thể kịp thời bổ sung nước biển mới. Những hạt cát tạo cảm giác an toàn, phần mái nhà không chỉ có thể che mưa chắn gió mà còn tránh được ánh nắng đáng ghét. Điều không lý tưởng duy nhất là chúng phải chen chúc với hàng ngàn anh chị em của mình trong không gian chỉ khoảng 15 đến 25 cm. Ngoài thiên nhiên, chúng cũng sống quần cư. Vì sợ lạnh, nhiệt độ sống bình thường của chúng nằm từ khoảng 18 đến 28 độ. Dưới đáy biển có độ sâu khoảng 10 m. Nếu một ngày nào đó bạn tìm được một con khỉ lặn, vậy thì chúc mừng bạn, ít thì ăn no được, may mắn thì có thể thấy cả một biển ốc hương. Để chăm sóc những bảo bối nhỏ này, người công nhân hóa thành người quản gia chu đáo, sắp xếp mọi thứ. Mặt trời xuống núi, công nhân bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chăm sóc ốc còn phức tạp hơn chăm sóc ốc lớn rất nhiều. Băm kỹ con mực cấp đông trông không được ngon mắt này ra. Rửa sạch rồi mới mang lên bàn ăn của chúng được. Ốc lớn thì dễ xử lý hơn, cho chúng miếng cá là được. Ốc hương là loài ốc ăn thịt, nhưng không phải thịt gì chúng cũng ăn. Chúng có yêu cầu về thức ăn, bắt buộc phải là tôm cá mềm mại, tươi mới. Bằng thực lực của mình, ốc hương đã trở thành loài ốc có chế độ ăn tốt nhất. Chúng sẽ không bị mất giá như tôm cá, trừ khi ngày nào đó chúng bị ghét bỏ. Chiều tối, trang trại nuôi ốc rất yên tĩnh đáy hồ trong suốt. Chưa nói đến ốc hương, bong bóng còn ít khi nổi lên. Ốc hương bé nhỏ là Voldemort trời sinh, còn là kiểu không quan tâm đến luật khi đánh. Để ăn no, chúng học cách đánh nhau tập thể. Lúc này, chúng đang kiên nhẫn đợi đồ ăn. Chúng đưa đường ống lên khỏi mặt cát. Ngoài việc để thở ra, nó còn có thể tiếp nhận thế giới bên ngoài như anten vậy. Thế nhưng phạm vi của nó chỉ có 1 mét thôi. Để cho chúng tín hiệu ăn cơm, công nhân sẽ tắt thiết bị tăng oxy đi trước khi cho ăn. Đến khi mặt nước yên lặng trở lại, thả đều mồi vào các góc. Những giọt nước bắn lên, dưới nước bắt đầu trở nên náo nhiệt. Ốc hương đi ra khỏi đất thành đoàn, chúng bắt lấy con mồi ở gần nhất, bắt đầu ăn miếng lớn.
Chỉ cần một tiếng sau thôi, miếng cá chỉ còn lại xương còn sạch hơn cả tiêu bản. Thói quen không lãng phí này đáng để học tập đấy. Tục ngữ có câu đoàn kết là sức mạnh. Ốc hương không chỉ tạo ra tiêu bản xương cá mà còn có thể hút sạch cua. Sau một hồi làm việc của một đoàn quân, chỉ mấy chục phút thôi con cua đã trống không. Sau khi hoành hành, ốc hương đã ăn no uống say từ từ chui xuống đất, tiếp tục là Voldemort. Công thừa canh cạn thì để công nhân dọn. Rửa phân, đổi nước, rửa cát, đổi cát là những việc làm thường ngày để giữ hồ nuôi trồng được sạch. Công nhân không được lười biếng. Một khi nước bị ô nhiễm, các loại virus sẽ tiếp tục ghé thăm. Con ốc hương này bị ốm không nhẹ, ban ngày mà nó lại ở trần. Kết quả của việc bướng bỉnh là chưa được mấy phút thì nó đã thành bữa ăn phụ cho đồng loại. Những con ốc hương ăn phải nó cũng sẽ gặp báo ứng. Nếu không may thì nó cũng sẽ mắc bệnh ở trần. Loài ốc Nam Phi có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với các loài ốc biển khác. Nhưng với các hộ nuôi, tốc độ tăng trưởng của nó lại rất chậm. Nó ăn uống no nê ở trang trại 5 đến 6 tháng, ốc hương đã lớn đến mức 50-60 con một cân. Lúc này thể hình của nó đã đạt tiêu chuẩn rồi. Về cơ bản là đem đi bán được rồi. Công nhân thải nước đi, cho cả ốc lẫn đất vào rổ. Sau khi rửa sạch bằng nước là mang lên chợ được. Bình thường, để nuôi được một cân ốc hương cần hơn 3 cân thịt cá. Một năm chỉ được thả giống 2 lần. Thời gian nuôi nó cần khoảng nửa năm, tiêu tốn mất khá nhiều nhân lực và của cải. Đắt là điều đương nhiên rồi. Thế nhưng giá càng đắt thì càng nhiều hàng giả. Rất nhiều người thấy ốc hương không ngon, có lẽ loại họ ăn không phải loại đó. Ốc Nam Phi có phần nền là màu be trắng trông rất cao cấp, hương văn được xếp rất chỉnh tề, hơn nữa đa phần là có đường viền rõ ràng. Là một trong những loài ốc Nam Phi, nó có rất nhiều họ hàng xa có ngoại hình tương tự. Ví dụ như loài ốc Nam Phi có đường viền sâu này, hoặc là loài ở miệng có gai này, các chấm như bị phai màu là ốc Babylon Ấn Độ. Tuy trông na ná nhau, nhưng mùi vị lại khác nhau nhiều. Ngoài ra, cho dù mua được ốc hương thật, nếu ốc không tươi thì cũng không có ích gì cả, nó vẫn rất khó ăn. Giống các loại hải sản khác, ốc hương để càng lâu thì càng có mùi hôi. Lúc chọn ốc hương, cố gắng dùng ngón tay chọc tất cả các con, chỉ lấy những con động đậy. Lúc cân, nhớ để ý kỹ, cửa hàng hải sản nhiều trò lừa lắm, tránh để họ cháo mất. Nếu không cẩn thận là về nhà phải ăn ốc hương thối đấy. Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt, biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.